Chưa nói gì với Thùy hả? Có nói gì là nói gì? Trời, ngay thẻ xăng từ giá thì thẻ về quê. Có về quê hả? Ừ. Ồ, đã gì lâu lâu được về quê luôn sướng. Đã gì lâu buồn muốn chết, đã gì? Có làm gì buồn lâu lâu về thăm quê mừng cũng gần chết luôn á. Sao mừng? Ủa chứ sao? Thấy qua nào em? Em vừa qua xong anh. Ủa? Sao nói 2-3 bữa nữa mới về quê? Thì hôm qua em nói gì? Hôm qua hôm kia gì em nói bữa 2 bữa nữa em mới về quê mà. Thì bữa hôm qua nói bữa thì mà hôm nay này hẹn chị em đi qua hái ổi xong thấy bò em gột đó 200 bò bố mẹ ngắm chừng cho rồi mà ông về qua không chịu rủ mấy anh em mà đi chung tới đi hả? Dạ, đi tốt tốt ngoài Bắc là tiền đâu vậy rẻ lắm mà tiền xe ở nhắc mới đi ơi đó. Quên xem chuyện gì anh cầm cái tiền đi đường thôi 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 không cần đâu thôi lấy đi em có tiền mà em có tiền là nhiều lắm không anh này anh gửi anh tiền. Ôi, ông bán phân bò anh tiền nhiều lắm. Thôi em xin nhá. Về quê uống. Em cảm ơn em gửi lời hỏi thăm với từ giã chị Mười nha. Ai biết bữa nay mày về. Ủa mà hẹn mua vé xe hẹn tới đây nó trước hả? Xe nó chạy đi ngang qua ngõ nhà em nó đón em luôn. Vậy mà uống qua khi gì nói tới 2-3 bữa nó mới về. Thì hôm kia nói 2 bữa thì là hôm nay này. Đúng rồi gì nữa anh nấu, anh quên ông nấu thức rồi ông nấu về quê anh ngồi chơi nói chuyện với thì thôi em nói chuyện với thì anh đi qua hai mấy xe hỏi có làm như không gặp lại vậy đó mà ủa hàng chi mà anh chạy qua hôm đó anh không thấy em á mà ừ. nghe loáng thoáng giống em đây mà anh thấy bò còn em vừa vào đây sao mà em hỏi anh mà bò thấy cột rồi đó thôi để em nói chuyện với thì đi nha anh cứ đi ôi về quê còn lên gặp nó làm gì đâu phải tạm biệt thì cũng phải tạm biệt chứ đi xa mà. Ủa rồi chừng nào thấy về quê chừng nào về vô lại. Chắc thì không vào lại nữa. Sao là không phải không vô lại. Ừ. Tại vì nhờ bố mẹ chăn bò ở đây với để anh chị ở ngoài Bắc á khi ông bà gọi về ngoài quê kiếm việc cho làm ngoài đấy. Có gì là có việc làm chứ. Có rồi. Giờ chuyến này về là làm luôn này chứ ở trong này ít việc quá thì suốt ngày chăn bò đâu có việc khác đâu. Bố mẹ thấy về quê hả? Ừ, bố mẹ với anh chị ngoài đây nói chuyện qua lại trong này kêu là ngoài đây có việc rồi thể về ngoài đây làm luôn. Rồi chẳng biết chắc không biết chừng chắc không có vào lại đâu. Thiệt luôn hả? Ừ, thật mà thì thể thì nè đúng hai cái ba lô rồi sang lên đường này từ giã thì với anh Mười này về này chuyến này thể về quê luôn á hôm trước thể nói với anh Hùng rồi anh Hùng không nói gì với Thủy hả? Không mà toàn nói người ta không nghe nói tôi đâu quan trọng gì đâu thì nay thể sang đây thể cũng nói thì quên á, rồi giờ sang nói cái gì rồi sẵn từ giá thì thôi. Nói người ta trước, người ta quan trọng hơn tôi mà. Bây giờ ngoài đấy cũng có việc nên phải về mấy đi gấp rồi á. Chắc cũng 2-3 năm gì đấy thì cũng vào đây là. Cũng vào làm gì nữa, 2-3 năm vô làm gì nữa. Thì cũng còn người này người kia rồi, còn cha mẹ ở đây rồi, còn người này người kia nữa thì vẫn vào mà. Thì đừng buồn. Ủa ai buồn đâu, vui hơn chết nè. Vui ra thân thế thì cười. Thì cười đi coi. Cười như lên đó thì. Quên mở máy lên. Chào mọi người luôn, mình mới vừa lấy cái rổ rồi. Để kêu ông Thầy. Tại vì hái ăn mới rồi, cầm trên tay không kịp á. Ừ. Để mình hái hết luôn. Lý do là nó chín hết rồi, nó chín rổ rồi mà mình không hái. Mình không hái để sâu dòi hết rồi. Đây nè. Thấy không? Đây này mấy trái trên cao nó nhìn trái nó bóng lắm đi. Nè. Vàng hết luôn. Nè đụng nó rụng à. Anh đứng xích vào đây em thả ra nè. Đứng vào trong đây em thả ra nhanh. Ừ. Anh cầm rổ nó xuống dưới rồi. Ừ. Ê, chùm này nè. Nè hả? Ừ. Chính đụng nó rụng luôn rồi, khỏi hái luôn có thể.
khỏi bẻ gì hết, đụng cái nó rụng mà. Nếu mà chín quá là bị dòi hết rồi. Ừ, vàng ươm luôn ha. Ở trên ngọn kìa. Ê. Ô, rụng dưới này quá trời luôn nè. Tự rụng luôn nè. Ừ. Bỏ ở phòng khách thơm lắm mấy ông. Ừ. Tự rụng hết nè, thấy ơi. Thơm quá trời thơm luôn. Nè. Rụng đầy luôn nè, quá trời luôn nè. Hả? Anh vào trong đây đứng em thả ra. Đây. Ừ. Đây trái to. Về cho xóm A được chứ. Ừ, đúng rồi. Về cho mấy anh chị em nhà. Chứ để nó, trời ơi nó rụng phải không? Quá trời luôn. Phải nói luôn á. Đứng thẳng lên em đưa cho. Nó tầm 1 2 trái em đâu có để. Đây nè. Hái hết đi, để nó rụng uổng về cho người ta ăn. Thấy trên này nè, quá trời luôn. Ê hái lẹ đi, ủa thấy quên chứ. Hồi nãy anh có ý định như là cho anh thì bữa nữa. Này là anh cho thì à? Đúng rồi. Đây này, nguyên nhánh này luôn nè. Đâu nghĩ được gì đâu. Để anh hái lẹ đi, đầy rổ luôn rồi. Anh có nghĩ được gì chưa? Có rồi, chờ chút. Ham ghê luôn ha. Chắc trên kia để nó rụng bỏ quá, coi chừng tét nhánh á thầy ơi. Bên này nè. Cái này đó, cái này có chưa? Hả? Cái này đó. Ừ. Rụng. Nè. Nó rụng ha, em đụng rụng nó bập bập bập. Đây nè. Ừ, từ từ để đó đi. Nhỏ nhỏ mà cũng chín hết rồi nè. Đó, rụng trúng đầu anh luôn à. Đụng tới nó rụng. À trái này to rồi thầy. Thế à? Thôi, em quên rồi. Đó, rụng rồi ha. Ui. Ồ, nó rụng. Rụng cho thiết. Ây da. Làm bẻ nhánh đó hả? Ôi, nó rụng hết à, chín quá rồi. Đứng để cho đẹp. Để cho đẹp hả? Lát tặng em thì hả? Trời cha. Nó rớt bụp bụp thấy ham quá thể rồi. Bỏ nhánh đất đi nhưng mà. Hả? Bỏ nhánh xuống đất, nằm đất. Cứ bỏ nhánh xuống đất. Bên kia chín quá trời luôn. Ừ, cho hàng xóm. Chứ bây giờ mình không hái để nó rụng hết. Nè, cái nhỏ nó chín. Tầm như tới tuổi nó chín ha thầy ha. Hả? Tổ ong hả? Ừ, đưa vào sát mặt cái hình cái tổ ong. Ừ. Rồi đây. Nhiều trái to lắm. Anh mỏi tay luôn á. Một rổ đầy như thế. Thôi được rồi. Bên kia kìa, dưới mấy dưới kìa. Gần xuống đi. Thôi kìa. Còn nhiều lắm nè thấy à. Nó rụng hết. Hai ba người dưới. Ừ, rụng dưới gốc nè, đầy luôn nè. Mỏi tay quá, cầm đầy rổ luôn. Ừ. Ui, nhánh này trái to không à thầy? Thầy, nguyên nhánh này trái to mà chín hết luôn. Nè,
cái nào sẽ lấy đỏ lờm đỏ ao ha, thơm. Mình thấy anh với tiếp, với tiếp cái đoạn đây. Mày cầm cầm này giùm anh, cầm máy. Ừ. Cái đã chưa? Rụng. Yeah, anh cái to nhất. Bên trong này không? Ừ. À, phát đi, phát đi. Ối nữa. Nhiều quá. Anh hái nhiều vậy nữa mấy fan hâm mộ người ta xin này làm sao ship được không? Được. Ship được rồi. Ai cho địa chỉ ship đi luôn. Đâu rồi, mới trái to thôi. Rồi, xong nó xong. Mùa tới chín này, chín vàng nữa nè. Ừ. Đó. Đụng nó rụng luôn. À. Mới thấy trái to ngay tay nè, đâu mất tiêu rồi. Lúc chưa lá rồi. Mà chưa đi vòng vô trong á. Chưa. Thôi được nhiều được rồi. Để dành ngày mai. Đi. Để anh ngó bò cho. Em xuống đây, xuống đây, xuống đây. Trời sao? Anh cho bò cho nay anh chăm bò phải không? Ừ. Thì nay anh chăm bò cho em nha. Rồi, ai gửi địa chỉ mình ship đi luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người nha thầy. Em chào mọi người nha. À, để mình giữ bò cho con thể nha mọi người. Không nó giỡn chơi chứ giờ này bò đâu có đi đâu được đâu phải không? Ừ. Cứ vòng vòng đây đúng không? Để con thể nó về nó thay độ nha mọi người. Để vô nó làm màn tròn cho mọi người coi. Là ý con thể nó nói kia này nó đi về quê nó lấy vợ rồi đó. Ha. Ừ. Rồi về đi. Đưa đi. Để đổ đó cho anh đi. Rồi em chạy về. Em đem bỏ về quê nó nha. Mọi người chờ chút nha, thể nó chạy vô nó làm màn tròn cho mọi người xem. Chắc còn khoảng nửa tiếng nữa là xe nó đến rồi chị ơi. Thầy đi đi, có ai giữ đâu hả? Mà thầy cũng về rồi, thầy cũng báo ở ngoài quê hết rồi nên không có lùi lại được á. Báo cho anh chị rồi bạn bè mấy đứa mà học cùng người trước á. Nó biết thể về rồi nó hẹn hò. Chắc là cũng chào đón thể về đó. Thì ai chào đón thể về đi, tôi đâu biết gì đâu. Tôi đâu quan trọng gì đâu. Thì ở đây thì ráng giữ gìn sức khỏe đừng buồn nhá. Ủa mà bộ thể phải đi thiệt phải thấy. Đi thật mà, đây này nhìn thấy không, đùm 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 thể bật xe trước rồi để tí nữa là người ta đi ngang qua người ta hú cái là trèo lên xe luôn á. Ở đây không có gì vô dẫn luôn á hả? Cũng có mà thể mắc hẹn ở ngoài quê rồi về làm ngoài đấy rồi kiếm vốn rồi 2-3 năm gì đấy thể vào lại mà. Chứ ở đây anh Hùng anh cũng bảo là anh sẽ kiếm việc cho làm nhưng mà chờ hoài cũng có thấy đâu rồi chăn bò mãi rồi người ta cứ nói chăn bò thì thể cũng ngại cũng mắc cỡ rồi giờ sẵn ở ngoài quê có việc thể về luôn. Thật mà. Nhưng mà vé xe đặt rồi, những người ở ngoài quê người ta đang chào đón rồi, đang chờ đợi hết rồi, phải về thôi. Sao thì nay thấy nặng đó. Thì sao hôm nay bị ốm hả? Không ốm sao thì không biết thì nói gì, mọi ngày còn nhúng la nhúng lo chứ. Đưa tươi lên coi. Sao thì cứ buồn này, còn một thì còn dân thể ha. Thể nghĩ đơn giản là đến sát giờ lên xe thì thể sang thầy nói với thầy rồi từ giã thầy luôn. Sợ thì thầy bị sao đó, thì một sổ mũi hả? Mũi bay nhắm mắt hả? Trời ơi, có chai nước không chùi mặc đi. Để đi đi, để vậy. Ở ngoài nó vui hơn. Đâu, thầy về, thầy đi rồi thầy vẫn vào mà. Vô làm gì nữa. Thì... Ngoài nó vui quá mà. Nhà ngoài đó nữa còn cưới vợ nữa.
Trời ơi, nên mấy đứa bạn học không thì sao mà dám cưới nó, chắc nó trêu chơi ghẹo vậy thôi chứ làm sao mà cưới chúng nó được. Ở đây có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo mà không ở, đi nghe người ta. Ở đây đâu có gì giữ chân để được đâu. Đi được thì vẫn vào mà, thì yên tâm. Rồi ở đây còn cha mẹ thì vẫn vào mà, rồi còn bạn bè ở đây đầy nhắc. 5-3 năm là phải có vốn rồi thì mới vào ạ. À? Thôi để đi, người ta đang chờ vui lắm á. Chứ còn khoảng 10 phút nữa xe mới tới, thì mới đi được. Chứ giờ đi ra đấy ngồi chít bụi ngoài đường, thà đây ngồi nói chuyện với Thùy rồi lát lên xe luôn. Xong thì bảo ơi, thì bảo với bụi vào mắt sao thì giống như Thủy khóc vậy. Không đâu. Không khóc hả? Bụi vào mắt là còn sổ mũi nữa. Mũi quá. Cứ thể lấy bụi ra cho. Ai mổ? Cứ đây thể lấy bụi ra cho. Đi, ai mổ đâu? Đi luôn đây. Thì sắp đồ sẵn rồi, chắc chút nữa là cũng lên xe đi luôn thật mà, xe nó chở đi chứ thế đâu phải đi bộ đâu. Đi luôn đi, còn ai mà năm về làm gì nữa, ai chờ đón đâu. Thế đi, mai mốt tôi có chồng luôn. Mai mốt chờ đó, tôi mời đẹp luôn. Mời thiệt nữa gửi thầy nhá. Rồi, thì có chồng rồi thì có mời thầy không? Thì tôi mời đẹp thầy luôn. Nhớ gửi thì gửi thiệt thầy nhá. Đó. Ủa còn ngồi đó hả? Chưa đi hả? Em còn anh. Ủa xe chưa tới em? Chắc gần 10 phút mới tới đó, rồi sắp tới giờ rồi. Chuẩn bị. Sắp tới giờ sao vậy? Hai đứa cãi lộn gì vậy hả? Bụi bay vào mắt thì em đòi lấy bụi cho mà thì không cho. Cãi lộn hả? Cãi lộn gì đâu. Quỷ kia mày đi chứ mày nói gì cho ông thầy nó... Nói gì tùm lum tào lao vậy? Thì em cũng bảo em sao em từ giã đây mà sợ thì giận luôn là mày em... Mày đi chứ tự nhiên mày nói gì hai đứa cãi lộn rồi sao vậy? Nãy giờ mày cự nợ gì không vậy? Em không cự, em chỉ xin lỗi vụ nói chậm thôi. Rồi em chờ giờ lên xe là em cũng chắc xe lên tới là em cũng phải lên xe luôn chứ không nó bỏ. Làm gì buồn, thấy buồn vậy? Nó buồn đâu, vui lắm. Tao hang mắt đỏ kè rồi. Không, nó bụi, cái hạt bụi này tự nhiên nó bay vô, nó sẹt cái hết hồn luôn. Đi ra, ôm rồi, anh tưởng nãy giờ mày đi rồi chứ, dầm. Chưa, đang còn mấy phút nữa. Hả? Mấy phút nữa, anh cho anh xin mấy phút nữa đi. Không thì muốn đi chừng nào đi, tại anh ngồi. Thôi thì đi giờ. Sao anh thấy còn nghe tiếng, anh tưởng luôn. Em nói chuyện với thì vài phút nữa nha, rồi có gì nát là đưa em ra xe tới nha. Đi, giờ xe sắp tới rồi đó. Không còn vài phút nữa tới, từ đi để cho em nói chuyện thịt đi. Có xe gì nữa? À là kiểu là xe. Bỏ đi, mày muốn đi giờ nào mày đi, mệt quá. Mày đàn ông trai thì tiễn thôi, tiễn luôn chơi nữa. Trời ơi anh, đi. Vâng. Nói vậy làm cho mình là diễn viên nổi tiếng nữa đi, cứ đi có ai níu kéo lại đâu. Ủa, bộ tụi tôi níu kéo thể hả? Không có, thì không bao giờ có chuyện nữa. Thì giữ gìn sức khỏe nha. Không bao giờ tôi giữ thể luôn á. Thì ở lại thì nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Nhớ không thì mai mốt ngồi ở nhà nhớ đeo kiếm không để bụi nó bay vào mắt suốt ngày á. Mà đi cứ ở đó nó hoài à. Không đi đâu thì đi. Thì thấy thì khóc thì cũng buồn quá. Buồn gì mà buồn, nó đâu có buồn đâu. Buồn thì không dám quay không nhìn mặt thì đâu á. Thì nó có giỏi thì đi. Đi luôn đi. Đi. Đi luôn nè. Từ xe đến nè. Xe chưa đến, chưa tới. Còn mấy phút nữa xe mới tới. Tự nhiên cái hứa hẹn rồi đã rồi giờ tự nhiên cái nói đi là đi à. Thì thể hẹn là mấy năm có thể vào mà. Thì cứ yên tâm mà thì. Tôi không đợi không chờ gì nữa đâu. Mấy năm có thể vào. Nhá. Thì về ngoài đấy có việc thì làm luôn rồi thì thôi mà đi đâu đi mà đừng nói nữa đi phải ra thì vào chơi à. Thôi mà đi không có ai mà trông đợi đâu, mà nó giàu không giàu không có ai tiếp đón đâu. Đúng. Con chưa
đâu có đi không? Thế thì buồn nó thể hôn nó đi. Thôi đừng có sợ tạo. Đi tới chừng đi mà cũng chẳng thèm nói tao một tiếng nào hết trơn á. Ngồi đã đợi á, nói là sợ buồn chứ không buồn. Ủa sợ buồn thì đâu có đi đâu. Thôi thì đừng có giận nữa thì. Thôi thì đừng khóc nữa. Thì hơi vô tâm này thôi thì bỏ qua đi nhá. Ôi vô tâm gì mà kỳ cục à. Tính đi anh nói anh Hùng á, cái gì cũng nói anh Hùng hết trơn. Ủa rồi tôi là cái gì của thể? Ủa là người biết cuối cùng luôn á. Thì sợ thì buồn này cái thể đâu dám nói liền với này. Thôi đừng có xạo, đừng có lấp lém, cái đó là chỉ là lý do ngụy biện thôi. Muốn đi thì đi đi, đâu có ai cấm cản thể đâu. Thôi thì để... Ở ngoài đó có tương lai nhiều hơn đó. Để chuyến sau thể mấy năm nữa thể vào, sau này lúc nào thể đi tiếp rồi thể nói chuyện với thì đầu tiên. Thôi tôi không có mượn, đi thì đi luôn đi, tôi không có tiếp đón mấy người đâu. Để đợt sau thể có đi thể hứa thể nói chuyện có đi sao mà thể nói chuyện đầu tiên. Khỏi hứa, khỏi hẹn chưa á. Ở đó đi đây gọi nó cứ đứng ngoài à. Thể đang chờ xe mà, xe nó gọi thể mới đi được. Xe nó chưa thấy bấm tin ngoài. Đi đây, ở đó cứ ở đó hoài. Thể cũng ngại trong quá. Trong quê thì cái gì? Trong quê tôi đúng không? Không có. Thôi mà thể cũng ngại quá giờ thì la thể hoài thì đuổi vào hai thế giờ thể đi ra đón xe nhé. Thôi đi đi đi, hơi mệt. Đi đi ở đó khỏi từ giả. Thôi mệt đi đi khỏi từ giả nữa. Có thể bấm tay cái này. Bấm tay thế nào? Bấm tay nào? Thôi thầy đi đây. Thôi thầy đi nha. Đi chứ rồi nói tiếng nào luôn á. Người nói sợ buồn. Ủa buồn cái gì? Thằng thứ đạo đức giả. Xạo luôn à. Đàn ông nào cũng như đàn ông nào. Chị mướn hẹn cho đã vô, cuối cùng nó đi, cái là dứt áo đi à. Nổi xấu sao. Mà muốn vậy, đừng nói sao. Tôi nhìn mặt luôn á. Nói nó mà đợi chờ là không có chuyện nữa đâu ha, còn lâu á. Anh Hùng cũng kỳ nữa, biết mà không hề nói cho mình biết luôn á. Đi, đi luôn đi nha. Đừng quay về nha. Xấu xa. Thank you.